Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi đặt lọc tép nha cả nhà. Bữa giờ chắc cũng cả tháng rồi mình chưa đặt á. Bữa nay đặt lại hy vọng là dính nhiều nè. Cái này là mấy cái lọc nè, mình vô mồi sẵn chân nè, cũng là cái mồi đằng trước nha cả nhà. Nay đặt 6 cái lọc với 2 cái lọc tự chế nè. Bây giờ mình bắt đầu đi đặt nha cả nhà. Cũng đặt mấy cái chỗ mà hôm rồi mình đặt á. Tại bữa giờ chắc cũng cả tháng rồi mình chưa đặt. Bữa nay đặt lại chắc có. Bây giờ mình đi nha cả nhà. Bây giờ chắc cũng cỡ 6 giờ. Nay mình đi hơi trễ. Tại mình mới làm về. Nói chung là mình mê làm YouTube lắm, nhưng mà có một cái là cái thời gian không cho phép. Bởi vì mình ít ra video. Khi nào về sớm mình mới đi quay được, chứ bữa nào nghỉ không làm á. Chứ mà phải có thời gian rảnh là mình quay nhiều lắm. Cái này là cái mương mà hôm rồi mình có quay lần rồi đó. Với mình kéo cá đó. Trời gần chiều mà nhìn như hoàng hôn á, đỏ đỏ nè. Giờ mình xuống mình đặt cái đầu tiên nha cả nhà. Mương này bữa nay người ta thả bông súng luôn nè. Rồi, cái đầu tiên nha cả nhà. Giờ cũng chiều tối rồi, bây giờ mình tranh thủ mình đặt cho xong. Cái này mình đi đặt các chiều nó an toàn hơn. Nói chung cái lợp thì không đáng là bao nhiêu tiền, nhưng mà ta gặp ta lấy. Ác vậy đó. Chứ cái lợp này có 17 ngàn cái nhiêu. Mà ta gặp ta phá ta lấy của mình. Khổ ghê vậy đó. Đặt đây một cái nha cả nhà. Chỗ này mình đặt bằng cái lợp tự chế. Mới đây mà trời tối cả nha. Ồ, giấc chiều trời đẹp quá luôn cả nhà ơi. Nhìn thấy như là hoàng hôn. Bữa nay nước sâu ghê cả nhà. Chỗ này là cái mương mà hôm rồi mình tắm, mình có quay lại đó. Mình viên bảo tắm đó. Nay nước cái này sắp nước lũ rồi, nhưng mà chỗ mình nước rất là ít.
như là không có nước luôn á. Nước sâu quá cả nhà ơi. Mình quay tới đây mình tắt nha cả nhà. Sáng mai mình đi thăm rồi mình quay tiếp nha. Giờ cũng tối quá trời luôn rồi. Đặt lẹ đi vô cái nữa. Giờ cũng sáng rồi, giờ mình đi thăm mấy cái lập tép nha cả nhà. Không ngờ mình đặt đó. Giờ chắc cỡ gần 6 giờ. Hy vọng là hôm nay sẽ dính nhiều. Sáng trời trong xanh luôn cả nhà. Thì mình đi thăm cái đầu tiên. Dính ít quá cả nhà, không nhiều như mấy lần trước. Cái thứ hai sáng lạnh quá trời luôn cả nhà, bước xuống quýu trời. Cái này nhiều hơn cái này nhiều hơn cái kia. Bữa giờ cũng lâu rồi mình không có ra đây, không biết là bữa giờ có ai đặt không nữa. Tại vì tép này mình đặt liên tục chừng 2 bữa là muốn hết rồi. Bữa giờ mình nghỉ cũng có tháng rồi mới đặt lại. Đúng là cái này hết tép thiệt cả nhà, mấy con
tới cái lạp bằng chai. Không biết có không đây nữa. Hiu quá. Ôi sáng lạnh ghê. Cái này cả nhà, cái lợp bằng chai dính quá trời luôn nè. Cái lợp thường không dính. Nhóc chân nè. Như cái mương trong kia nó hết tép hay sao? Ở ngoài này còn. Ngoài này nước ra vô, còn mương kia là mương không ra vô. Giờ hy vọng vào cái mương bên đây. Mương bên đây nước nó ra vô dưới sông nè. Ồ. Bữa giờ mình không có kéo bên đây cá bự quận. Ồ, đây nước sâu quá cả nhà ơi. Quá trời lạnh luôn. Cái lợp ở đây mà chết quốc là thua rồi. Xưa nay tép nó chết rồi. Bình thường là mình đặt sâu cỡ nào sâu tép nó không có chết chứ. Nay tép chết cũng nhiều. Cái này được nhiều hơn mấy cái kia nhưng mà cũng ít. Mấy con nản quá. Sáng đi thẩm ướt bệnh trơn luôn mà không dính là không mê đó. Dính được coi như là lỗ rồi. Đủ ăn có bữa cơm à. Còn cái chai với cái lợp nữa. Không biết sẽ như thế nào đây nữa. Đâu có tiêu rồi, qua mình quên chỗ rồi. Xong rồi, bữa nay thua rồi. Mấy con à. Cái cuối cùng không biết thế nào đây. Hồi hộp quá. Chắc cũng như mấy cái kia quá. Cái này dính nhiều hơn mấy cái kia nhưng mà nói chung cũng không nhiều lắm. Cái này coi nha. Giờ mình đi vô mình đổ ra cái. Bây giờ mình đổ ra nha cả nhà. Nói chung là mình làm clip là mình làm thực tế, bởi vì ít hay nhiều gì mình cũng quay mình đăng lên hết. Chứ mình không có cái vụ mà bắt mà bỏ vô hoặc là đợi dính nhiều mới đăng lên đâu. Nói chung là làm này là làm cho các bạn xem là phải trải nghiệm thực tế. Bởi vì nhiều lúc làm clip mà nó không được nhiều thì các bạn thông cảm nha. Giờ mình chút ra cái. Nay vậy là ít rồi. Mấy con
cái quốc gì chứ. Cái này được có 5 con đó nha. Để mình đặt lại mấy cái chỗ cũ á, làm biến đi xa. Tại vì nhìn nó hết tép làm sao. Trời dính quá trời luôn. Thì mình vừa đi làm vừa quay đó, bây giờ cũng không có thời gian nhiều, không có quay được nhiều clip hay. Để thời gian tới mình sắp xếp mình đi quay nhiều clip hay cho cả nhà xem. Với tại kênh mình cũng mới tạo đó, bởi vì nó không có tiền, bởi vì mình không có tập trung vô làm được. Nếu mà tập trung vô thì không có tiền để sinh sống. Bởi vì giờ làm thời gian rảnh thôi, vẫn phải đi làm thêm. Cho nên nhiều lúc mà có khi cả tuần hoặc là nửa tháng mình không ra video là vậy đó. Cái này bữa nào mà mình kiếm cái mương mới á, mình làm lại một bữa nó có. Mương này mương cũ. Đặt giết hết rồi. Rồi. Kết quả của ngày hôm nay là được bao nhiêu đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, comment, ủng hộ kênh mình nha. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nha. Chào cả nhà.